Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với Cơm Lông Tô. Chào mừng anh em chúng ta đến với chuyên mục Giá Xe Rẻ Mỗi Ngày. Và hôm nay nhân vật chính chúng ta đó chính là Zanus 125 của nhà Yamaha. Tại sao hôm nay mình lại đưa Zanus tới cái chương trình là Giá Xe Rẻ? Tại vì trong tháng 2 này Yamaha đang có một chương trình cực kỳ ưu đãi dành cho Zanus luôn anh em. Giảm trực tiếp 1 triệu đồng vào giá xe khi anh em chúng ta mua Zanus từ các phiên bản luôn, cho phiên bản tiêu chuẩn nè, cao cấp cho phiên bản đặc biệt. Và trước mắt anh em đây, đây là phiên bản tiêu chuẩn đầy đủ màu sắc nhất dành cho anh em, hoặc là dành cho các chị em sinh viên hay là chị em văn phòng để chúng ta dễ dàng tham khảo. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cũng như là sơ lược lại cái mẫu xe này 2022 có gì hot mà các chị em chúng ta phải đáng mua nha. Về đầu tiên, đây là một mẫu xe tay ga 125 có giá rẻ nhất phân khúc luôn anh em. Chỉ đâu đó tầm khoảng 29 triệu bao VT cho phiên bản tiêu chuẩn này thôi. Nhưng mà tháng 2 này anh em sẽ được giảm thêm 1 triệu nữa, tức là chỉ còn lại 28 triệu cho mẫu xe tay ga 125 phân khối tại thị trường Việt Nam. Đây là mức giá rẻ nhất luôn trong phân khúc. Và ngoài ra ở phiên bản, đây là phiên bản khóa chìa. Còn nếu mà các chị em chúng ta muốn an toàn hơn thì các chị em hãy chọn phiên bản cao cấp hoặc là phiên bản giới hạn. Chúng ta có một trang bị đặc biệt, đó chính là trang bị khóa mắt cây, giúp các chị em chúng ta bảo vệ xe an toàn hơn khi chúng ta để xe ở các khu xa lạ hoặc là thiếu người trông nom ha. Và ở đây mình có phiên bản giới hạn 2023 luôn để cho các chị em chúng ta dễ tham khảo. Và mức giá cho một mẫu xe có xịn mắt cây 2023 này chỉ loanh quanh tầm khoảng 33.100.000 cho tới 33.600.000, và nay được khuyến mãi 1 triệu nữa áp dụng vào giá xe, tức là chỉ còn lại 32.100.000 đến 32.600.000, cực kỳ rẻ chưa các chị em. Hôm nay mình sẽ sơ lược lại tất cả các trang bị của Zanus và thiết kế của phiên bản 2023 này, liệu các chị em chúng ta có nên mua hay không nha. Và ngoài cái mức giá mà rẻ nhất ở trong phân khúc này á, và đây là một mẫu xe tay ga 125cc, mà về nó độ mạnh đó thì mình cảm thấy là cũng không mạnh lắm, nhưng mà so với lại nhu cầu đi của các chị em nè, hoặc là các anh em sinh viên, các bạn còn đang là học sinh á, thì mẫu xe 125 này á thì cực kỳ là hợp lý. Chúng ta đi phố rồi vừa đủ để chúng ta chở thêm người phía sau, nó không quá yếu và đủ chúng ta tiết kiệm nhiên liệu nữa. Và tổng thể thiết kế của Zanus 2023 này chúng ta sẽ có thay đổi so với lại phiên bản cũ. Và đặc biệt là chúng ta sẽ thay đổi về phần trước là chủ yếu, khi mà chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là độc lạ luôn ở phía trước này. Mẫu xe rất là độc lạ ha. Anh em thấy nôm na đó là xe tưởng là sản xuất ở Bình Dương, nhưng mà không phải, đây là của nhà Yamaha nha anh em. Đó, ở phía trước này chúng ta sẽ có một cái đèn đi mi được thiết kế dọc, nhìn như chữ Y vậy anh em. Hai xi nhan thì đợt trước anh em sẽ thiết kế lòi ra, nó nhìn nó sẽ hơi thiếu thẩm mỹ tí xíu. Ở 2022, 2023 này thì nhà thiết kế chúng ta đã làm gọn lại, Yamaha chúng ta đã thiết kế gọn lại và hộp trong phía trong luôn, nhìn nó gọn gàng và nó tươm tất hơn rất là nhiều. Và nó vẫn đủ ánh sáng để chúng ta có thể bật đèn tín hiệu để người đối diện và người phía sau chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy. Ok, phía trước này chúng ta sẽ được làm điểm nhấn cho các bạn nào cá tính tí xíu, thích gây. Ở phía trước này chúng ta có một thiết kế rất là cá tính luôn, phù hợp cho những bạn nào mà chúng ta thích gây sự chú ý. Khi mà hệ thống đèn này chúng ta sẽ là đèn halogen, nhưng mà ở xung quanh chúng ta sẽ có thiết kế một cái vòng rơm nữa, giúp cho tăng cái độ mà điểm nhấn của chiếc xe. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái logo Zanus rất là to luôn, tên của thương hiệu xe ha chị em. Và đây là một mẫu xe mình có thể nói là cũng vừa đủ để các chị em hoặc là các bạn sinh viên chúng ta trải nghiệm.
Mình thích cái cảm giác mà lên xe của Janus này lắm các chị em. Nó dễ dàng lên lắm, nó sẽ không vướng víu gì á. Và cái không gian để chân này cũng khá là rộng luôn. Các bạn nữ nào chúng ta mà hay thích mặc váy á thì có thể dễ dàng lên mẫu xe này. Và chúng ta sẽ có đủ cái khoảng không gian mà chúng ta để chân để chúng ta đi lại, đi chơi, đi phố hoặc là chúng ta đi công việc của mình. Và những cái lúc mình đi siêu thị á thì không gian cốp không đáp ứng đủ cái vật chứa của mình á, thì mình có thể để ngay cái phần chính giữa này nè chị em, một cái không gian nữa để các chị em chúng ta có thể treo đồ, móc đồ ở phía đây, nó cũng là hợp lý hơn. Về ở thiết kế đồng hồ thì thiết kế đồng hồ của Janus này cũng không có gây ấn tượng mình lắm, nhưng mà nó thể hiện nhiều thông số cho các chị em hơn, và đặc biệt là nó hiển thị giờ nha, giúp các chị em chúng ta sẽ kiểm soát giờ giấc của mình đi lại hoặc là cái giờ sinh hoạt của mình ổn định hơn. Khi mà chúng ta thậm chí chúng ta đang chạy xe nữa sẽ không cần mà chúng ta phải nhìn thẳng trực tiếp vào đồng hồ nữa, hoặc là chúng ta phải móc cái điện thoại ra coi giờ thì quá nguy hiểm. Chúng ta sẽ coi giờ trực tiếp trên cái đồng hồ của xe luôn. Và ở phiên bản tiêu chuẩn năm 2023 này với mức giá là chỉ 28 triệu 3 VAT đã giảm giá, thì bên mình sẽ có 4 phiên bản màu dành cho các chị em chúng ta lựa chọn. Thứ nhất là màu bạc. Màu bạc này với chất liệu là nhám nha chị em, nó sẽ làm một cái gì đó cá tính mạnh mẽ cho các chị em nào chúng ta có tính cách năng động, mạnh mẽ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có phiên bản màu đen bóng. Màu đen bóng này mình thấy cũng khá là thịnh hành, các chị em chúng ta hay chạy. Và tiếp theo chúng ta sẽ có phiên bản màu đỏ bóng. Màu đỏ bóng này sẽ gây chú ý cho các chị em nữ hơn khi mà chúng ta chạy cái phiên bản này ra ngoài đường. Và cuối cùng chúng ta sẽ có phiên bản màu xanh nhám. Phiên bản mới, màu mới ở phiên bản tiêu chuẩn năm 2023 này, nhìn nó sang trọng hơn, thời trang hơn rất là nhiều. Và ở 4 phiên bản này thì chúng ta vẫn xài chìa khóa thường ha, và được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 cây tại tất cả Yamaha Town trên toàn quốc nha các chị em. Nên các chị em chúng ta mua chỗ nào cũng được, miễn là đến Yamaha Town Việt Nam thì chúng ta sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 cây. Và hiện tại Minh Long Moto cũng đang được hỗ trợ trả góp cho dòng xe này, chỉ cần đi trước 20 đến 30% thôi, các chị em chúng ta sẽ nhận xe trực tiếp ngay tại cửa hàng luôn. Cực kỳ là đơn giản, cực kỳ là thoải mái, dành cho các bạn học sinh sinh viên ha. Và bây giờ mình sẽ so sánh phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản giới hạn để tìm ra cái điểm khác biệt giữa hai phiên bản này. Phiên bản tiêu chuẩn hiện tại với mức giá là 28 triệu 3 VT, còn phiên bản giới hạn sẽ có mức giá là 32 triệu 100 tới 32 triệu 600 3 VT, thì anh em sẽ có chênh lệch về trang bị như thế nào nha. Về đầu tiên về tổng thể thiết kế, về màu sắc thì mình không nói ha. Về màu sắc thì sẽ tùy theo mỗi phiên bản nó sẽ có màu sắc khác nhau. Còn về những cái trang bị thì mình thấy cũng khá là tương đồng với nhau rồi. Ở phiên bản giới hạn và tiêu chuẩn thì chúng ta vẫn có đèn halogen nè, chúng ta sẽ có đèn đi mi ở đây. Ở phía trên thì chúng ta vẫn sử dụng là đồng hồ LCD ở dưới, và ở trên chúng ta sẽ sử dụng là đồng hồ cơ. Ở dàn chân thì chúng ta vẫn có thắng y chang nhau ha, chúng ta vẫn có thắng đĩa đơn nè. Rồi chúng ta sẽ đi heo một bit, ở phía sau chúng ta sẽ xài là phụt đơn, động cơ là 125cc, vẫn giống nhau thôi. Ở phiên bản giới hạn thì các chị em chúng ta sẽ trang bị khóa mắt cây, và kèm theo nữa chúng ta sẽ có một chìa khóa riêng nữa. Chìa khóa này sẽ giúp cho các chị em chúng ta có thể mở cốp khẩn cấp khi mà chúng ta lỡ chúng ta sẽ xài hấp pin remote hoặc chúng ta hấp pin. Còn hai điểm khác biệt đó thì chúng ta sẽ khác nhau về màu sắc mâm nữa. Ở khi phiên bản giới hạn thì chúng ta sẽ có màu sắc mâm là màu bạc, còn phiên bản giới hạn thì chúng ta sẽ có màu sắc mâm là màu đen. Và hai điểm này là điểm khác nhau trên bệnh giữa hai phiên bản. Ngoài ra ở phiên bản giới hạn thì chúng ta sẽ kèm theo một cái tem nhỏ thể hiện cái phiên bản của Janus, đó chính là phiên bản giới hạn Edition đây. Và ở phần phía sau nữa chúng ta sẽ có cái tem nhỏ thể hiện nữa. Đó là sự khác biệt giữa phiên bản giới hạn và phiên bản tiêu chuẩn. Cảm ơn em đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh Minh Long Ô Tô. Mình sẽ cập nhật nhiều chương trình khuyến mãi mới và nhiều xe mới dành cho các chị em nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.